mừng các bạn đã quay trở lại với S News và ngay bây giờ thì hãy cùng mình cập nhật thông tin mới nhất có trong ngày. Sau hơn một tháng hoạt động thì mới đây, tài khoản YouTube của bà Tân đã chính thức được bật kiếm tiền và hợp tác quảng cáo. Đây được coi là tin vui với bà Tân vì những đồn đoán trước đó về mức thu nhập 2 đến 300 triệu đồng một tháng thì đến giờ hoàn toàn có thể xảy ra. Bà Tân Vlog đang là một trong những kênh YouTube hot nhất ở thời điểm hiện tại. Chỉ sau 20 ngày, bác nông dân này đã nhận được nút vàng của YouTube với hơn 1 triệu lượt đăng ký. Mỗi video đăng tải thì đều thu hút vài triệu lượt xem. Chính vì thế mà nhiều nguồn tin cho rằng là bà Tân có thể kiếm được số tiền lên tới 300 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên thì những người trong nghề đã bác bỏ thông tin này vì thời điểm trước đó thì kênh YouTube của bà Tân còn chưa được bật kiếm tiền. Đến sáng ngày 7 tháng 6 thì tin vui đã đến với bác nông dân 31kg này. Kênh YouTube của bà Tân Vlog đã chính thức được bật kiếm tiền. Hiểu đơn giản là kênh của bà Tân đã trở thành đối tác của YouTube. Những video trên kênh thì đều đã gắn quảng cáo. Như vậy thì những điều này đã dập tắt những nghi ngờ trước đó của một bộ phận cư dân mạng về những lý do tiêu cực khiến bà Tân Vlog chưa được YouTube bật kiếm tiền. Theo họ thì giả thuyết khiến kênh của bà Tân khi đó chưa được bật kiếm tiền có thể là do nội dung không phù hợp với thị hiếu quảng cáo của đối tác, không được YouTube chấp thuận chèn quảng cáo. Nhìn chung thì các tiêu chuẩn ban đầu để được bật quảng cáo trên YouTube như điều kiện về số giờ xem và sub tối thiểu đã được bà Tân vượt qua rất nhanh. Ngoài ra thì nội dung chung của kênh cũng ôn hòa, cũng không có sai phạm hoặc nghi vấn liên quan tới nhu cầu bật kiếm tiền quảng cáo. Sau cùng thì lý do dành cho việc là bà Tân Vlog tới nay mới được bật kiếm tiền có lẽ chỉ đơn giản là chờ YouTube ấn nút chấp nhận. Kênh bà Tân Vlog thì hiện tại đã có 1,8 triệu lượt theo dõi, cách 1-2 ngày lại đăng tải một video mới. Mỗi video đều có khoảng 2-3 triệu lượt xem. Vì vậy mà những YouTuber sành sỏi nhận định, một tháng bà Tân có thể kiếm được số tiền lên tới 15-17.000 đô, tức là khoảng 250-390 triệu đồng là một chuyện bình thường. Tuy nhiên thì đây cũng chỉ là những phỏng đoán, còn con số chính xác mà bà Tân nhận được từ YouTube là bao nhiêu thì chỉ có những người trong cuộc mới nắm rõ được. Chúng mình là S News và các bạn đừng quên like cũng như là subscribe để cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé.